Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại buổi tiếp Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ niềm phấn khởi vinh dự khi được đoàn đến thăm và làm việc. Bí thư Thành ủy cho biết thành phố Đà Nẵng đang quyết tâm khôi phục lại nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng. Vì vậy, thành phố cũng xem việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư. Chúc mừng đoàn trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhận nhiệm vụ mới nhiệm kỳ 2020-2023 bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng gửi lời chúc mừng mong muốn các đồng chí sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp ngoại giao của đất nước cũng như tiếp tục quan tâm đến thành phố đà nẵng có phần lan tỏa kết nối đà nẵng với các đối tác nước ngoài thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn đánh giá cao sự phát triển năng động của thành phố đà nẵng trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh bộ ngoại giao chủ trương đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển trong đó lấy địa phương làm trung tâm vì vậy trước khi các trưởng cơ quan đại diện lên đường nhận nhiệm vụ công tác bộ ngoại giao tổ chức đoàn đi làm việc với các bộ ngành địa phương để lắng nghe ý kiến nhu cầu và tiềm năng từ đó giúp các đại sứ tổng lãnh sự xây dựng kế hoạch của mình trong quá trình công tác tại nước ngoài qua đó gắn kết các địa phương trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế Dịp này, Bộ Ngoại giao đã trao tặng thành phố Đà Nẵng số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng để thành phố khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã cảm ơn và dành tặng đoàn những lời chúc tốt đẹp và một nhiệm kỳ thành công.